Giao dịch về nhà ở là một trong những giao dịch phổ biến và các giao dịch này thường được lập thành hợp đồng như là mua bán tặng cho, thừa kế, cho thuê mướn. Trong đó thì hợp đồng mua bán cho thuê nhà thường chiếm tỷ lệ cao. Do hợp đồng mua bán cho thuê hay là thuê nhà là một trong những hợp đồng dễ phát sinh những tranh chấp. Nguyên nhân là do các bên khi lập hợp đồng mua bán đã không ràng buộc với nhau về quyền và nghĩa vụ. Trong khi đó, nhà được xem là tài sản có giá trị lớn nên ảnh hưởng về quyền lợi kinh tế của các bên. Vậy làm thế nào để tránh thấp nhất những tranh chấp xảy ra khi mua bán cho thuê nhà? Có mấy hình thức hợp đồng thuê nhà? Các hợp đồng có cần phải công chứng, chứng thực để đảm bảo quyền lợi hợp pháp hay là không? Chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay với chủ đề Một số quy định về hợp đồng mua bán cho thuê nhà sẽ giải đáp những thắc mắc trên. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh truyền hình VRT trên sóng phát thanh tần số FM 92 MHz và trên trang web tại địa chỉ vrt.vn, kênh mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán thính giả quan tâm đến vấn đề này có thể truy cập vào những địa chỉ mà chúng tôi vừa cung cấp để theo dõi. Quý vị nào có những băn khoăn thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình thì xin điện thoại đến số 02543 717 733 để đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với khách mời của chương trình. Và tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là số 02543 717 733. Bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Luật sư Trần Thanh, công ty luật Nansen, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn hai vị luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng quý vị khán giả theo dõi câu chuyện sau. Trời, vậy mà em cứ tưởng sao không có ở nhà không à? Đâu có, hẹn em vô nói chuyện rồi, đâu có đi đâu được. Tại nãy giờ chị lu bu dưới bếp á. Bữa giờ quán bán được không em? Dạ, bán cũng được chị. Ủa, mà chị kêu qua nhà có gì không chị? Mà sao chị không ghé quán em luôn chứ, em lu bu quá. Thôi, ra đó đông người, chị ngại lắm. Mà Lan nè, chắc hết tháng này chị lấy lại mặt bằng, em coi tìm chỗ khác kinh doanh nha. Ủa, gì kỳ vậy sao? Thời hạn hợp đồng của em với Sáu là còn 2 năm nữa mà. Biết á, là chưa hết hợp đồng, nhưng mà chị muốn lấy lại mặt bằng, chị sẽ trả tiền cọc cho em. Em thông cảm nha. Ủa, vậy sao được chị? Quán em mới đông khách lại à, chị cũng biết rồi đó. Cái mùa dịch vừa rồi á, em có buôn bán gì được đâu. Bây giờ mới có kéo khách lại có chút xíu à, mà chị đòi lấy lại cái mặt bằng, không mấy chị giết em luôn cho rồi á. Với lại á nha, em đầu tư một mớ tiền vô đó nữa đó sao, bây giờ sao lấy lại cái mặt bằng, sao giết em thiệt luôn á sao. Tại hàng xóm họ phàn nàn với đồ thư lên phường nữa, vì quán em mở nhạc quá lớn gây mất trật tự ồn ào, mở quán cà phê mà còn tổ chức ăn nhậu cả đêm. Vì vậy á, chị không có muốn cho thuê nữa, phiền phức quá. Ủa, bán cà phê á thì phải có mở nhạc chứ sao? Với lại á, thời hạn hợp đồng em ký với Sáu á là 5 năm, bây giờ còn 2 năm nữa Sáu à. Bây giờ á, Sáu mà lấy lại mặt bằng á thì Sáu vi phạm hợp đồng rồi đó. Em cũng phải hiểu và thông cảm cho chị. Để bà con phàn nàn hoài, chị cũng ngại lắm. Chị đâu phải là người không biết chuyện. Đó, như cái thời điểm dịch Covid đó, chị đã bớt cho em mấy tháng về nhà rồi còn gì. Bây giờ nếu mà khó quá thì chị cho em 3 tháng nữa để thu xếp, chị sẽ trả lại tiền cọc cho em. Chị nói nghe sao đơn giản quá chị Sáu. Bao nhiêu tiền em đầu tư vô cái quán đó, bây giờ chị nói lấy lại là lấy sao chị? Vậy giờ em muốn làm sao? Chị á, là chị phải thực hiện hết cái hợp đồng theo thỏa thuận cho thuê là 5 năm. Bây giờ á, nhạc á thì em có thể mở nhỏ lại. Còn nếu mà chị muốn lấy lại cái mặt bằng á thì chị phải bồi thường hết tất cả các chi phí cho em. Làm gì có chuyện đó. Nhà của tôi á, tôi thích thì tôi cho thuê, không thích thì tôi lấy lại. Mà cô á cũng vi phạm hợp đồng, kinh doanh gây ồn ào mất trật tự nên tôi mới cắt hợp đồng.
Ngay từ đầu á, tôi thuê cái mặt bằng này á, là chị cũng biết tôi mở quán cà phê. Với lại tôi cho chị biết nha, cái hợp đồng á, là bằng giấy tờ đàng hoàng, chứ không phải bằng miệng đâu mà chị muốn nuốt lời. Hết cái hợp đồng á, thì tôi mới dọn đi. Còn chị á, chị muốn làm gì á, chị làm. Cô giỏi lắm, nói tình cảm mà không nghe. Hết thằng này tôi lấy lại nhà. Chị á, chị muốn làm gì á, thì chị làm. Tôi là tôi không có chịu thua đâu, tôi đi kiện đó. Kiện đi. Coi em nói tôi biết. Trước khi hai vị luật sư dành thời gian tư vấn cho câu chuyện pháp lý vừa rồi thì Ngọc Diệu xin phép được hỏi về các căn cứ pháp lý có liên quan đến việc mua bán cũng như là cho thuê nhà thì như thế nào. Xin được mời luật sư Doanh trước ạ. Thì đối với lại các cái giao dịch về nhà ở thì có rất nhiều các cái giao dịch, ví dụ như là mua bán này, rồi tặng cho này, thế rồi là cho thuê này, thế rồi là thừa kế này, thế rồi là đổi này, thế rồi là cho ở nhờ này, thế rồi là cho mượn này, thế rồi là ủy quyền quản lý này. Thế thì những cái giao dịch đấy là giao dịch nhỏ, nhưng mà chủ yếu thì là những cái giao dịch mà dễ phát sinh các cái tranh chấp, thì như ta biết đấy, là những cái giao dịch mà mua bán và cho thuê. Thế thì những cái căn cứ pháp lý mà điều chỉnh những cái quan hệ này thì trước hết thì phải kể đến cái bộ luật dân sự 2015, tức là cái bộ luật khung, nó quy định về các vấn đề mua bán tài sản cũng như là cho thuê tài sản, và đó là cái khung pháp lý. Thế còn đối với lại cái luật chuyên ngành thì đầu tiên là phải kể đến cái luật nhà ở 2014 và các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành cái luật này, ví dụ như là cái nghị định 99/2015, thế rồi là luật kinh doanh bất động sản 2014 và cái nghị định 76/2015 hướng dẫn đấy. Thế rồi liên quan đến nhà ở thì nó còn liên quan cả đến đất đai đấy, liên quan cả đến đất đai nữa. Thế rồi là những cái tài sản đấy có khi nó lại là tài sản của vợ chồng chung hoặc riêng, thế nên là nó còn có những căn cứ pháp lý được quy định trong luật hôn nhân gia đình cũng như là các luật đất đai nữa, và các cái văn bản hướng dẫn thi hành của các luật đó. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Còn không biết là luật sư Thanh thì như thế nào ạ? Cũng như luật sư Doanh ấy, thì mới tư vấn cho các vị khán giả. Tức là cái bộ luật khung là bộ luật thì, dân sự, ngoài ra thì luật nhà ở và các bộ luật khác. Thì trong cái quá trình giao dịch thì đối với các cái phát sinh liên quan đến tranh chấp về mua bán nhà, cầm cố, thế chấp là đa phần là không tuân thủ đúng các cái thủ tục theo quy định pháp luật. Ví dụ như là có những tất cả hầu như hết các cái giao dịch liên quan bất động sản bắt buộc phải công chứng chứng thực. Thì cái luật là của chúng ta yêu cầu về mặt hình thức là phải công chứng chứng thực. Ngoài ra đối với về mặt nội dung thì nó điều chỉnh chính về luật dân sự như luật sư Danh tôi xin hết. Dạ. Thưa luật sư Thanh, một cái hợp đồng cho thuê thì được xem có giá trị về mặt pháp lý khi mà nó được công chứng và chứng thực. Vậy thì với cái câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi là chị Sáu chỉ muốn lấy lại cái mặt bằng mà cho chị Lan thuê. Như vậy thì không biết là chị Sáu có lấy lại được hay không? Và nếu như mà lấy lại được thì có vi phạm gì về mặt pháp luật hay không ạ? Về câu hỏi này thì tôi như luật sư Doanh và tôi cũng vừa trả lời xong là gì ạ? Căn cứ pháp lý để điều chỉnh đối với hợp đồng cho thuê nhà chính là cái bộ luật dân sự năm 2015 và đó là luật nhà ở năm 2014. Thì cái nội dung liên quan hợp đồng thì được quy định trong hợp đồng thỏa thuận giữa các bên về các cái điều kiện vi phạm hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì nếu như chị Sáu mà cho rằng cái bên thuê vi phạm hợp đồng đúng như những cái cam kết ở trong cái hợp đồng đã được hai bên giao dịch ký kết vào thời điểm ký, hợp đồng này cũng có thể được công chứng hoặc không được công chứng, nhưng là trên cơ sở là hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật thì các bên cứ căn cứ vào cái điều khoản quy định cụ thể trong hợp đồng về việc chấm dứt đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng thuê nhà. Nếu như mà một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật dẫn đến gây thiệt hại cho bên còn lại thì sẽ phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Còn nếu như trường hợp mà chị cho rằng có căn cứ pháp lý để chị chấm dứt hợp đồng như cái thỏa thuận, ví dụ như bên kia như trong cái đoạn clip chúng ta thầy vừa ghi nhận là cái bên thuê nhà họ vi phạm về tiếng ồn, đã dẫn đến câu chuyện là có thể là phía cơ quan nhà nước đã lập biên bản chưa,
và cái việc này là có diễn ra thường xuyên hay không. Thì chính đấy là những căn cứ nếu như trong hợp đồng có quy định về việc bên thuê vi phạm các nghĩa vụ này trong hợp đồng thì bên cho thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì dựa trên cơ sở đó chị Sáu cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Trong câu chuyện thì chị Lan có nói là nếu như mà chị Sáu muốn lấy lại nhà thì phải bồi thường cho chị Lan tất cả các cái chi phí của cô ấy đã đầu tư vào cái mặt bằng đó. Như vậy thì không biết là có đúng hay không? Và nếu như mà bồi thường thì chị Sáu cần phải bồi thường cho chị Lan những gì, thưa luật sư Doanh? Vâng, thì nói về cái bồi thường thiệt hại thì đây là hai bên có thiết lập một cái hợp đồng là thuê nhà. Và những cái thiệt hại xảy ra thì tức là bồi thường thiệt hại trong cái hợp đồng. Thế thì đầu tiên phải xác định được có cái việc bồi thường hay không thì phải xác định được các cái căn cứ như sau. Thứ nhất là phải có cái vi phạm hợp đồng hay không. Đấy, bên nào là vi phạm cái hợp đồng. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái thiệt hại mà xảy ra đối với lại chị Lan là cái bên thuê đấy thì cái thiệt hại đấy là thiệt hại như thế nào, thiệt hại thực tế như thế nào, là bao nhiêu, và cụ thể là bao nhiêu, có căn cứ hay không. Và thứ ba nữa là cái mối quan hệ nhân quả giữa cái việc là cái thiệt hại của chị Lan đấy có phải là do cái hành vi vi phạm hợp đồng của bà Sáu gây ra chị Lan hay không. Đấy, khi mà có các cái đủ các căn cứ như vậy thì mới xác định cái thiệt hại của chị Lan là bao nhiêu. Và nếu như cái thiệt hại đó là thiệt hại thực tế và có căn cứ thì bà Sáu sẽ phải bồi thường. Thế thì ở đây là có cái vấn đề trong cái clip vừa rồi ấy, thì nó có một cái tình tiết tức là bà Sáu muốn chấm dứt hợp đồng vì cho rằng là cái quán của chị Lan là gây ra tiếng ồn. Thế tuy nhiên là cái điều kiện khi mà một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng vì cái lý do tiếng ồn ấy, thì cái việc đấy là đã bị lập biên bản hay chưa, có bị các cái cơ quan chức năng xử lý hay chưa. Đấy, nếu như mà chưa lập biên bản đấy 3 lần và cũng không bị các cơ quan chức năng xử lý thì cũng chưa có cái căn cứ để mà bà Sáu chấm dứt hợp đồng. Thế thì như vậy nếu bà Sáu chấm dứt hợp đồng đơn phương như vậy thì tức là bà Sáu vi phạm. Vi phạm cái hợp đồng. Thế bà Sáu vi phạm hợp đồng thì cái nghĩa vụ của chị Lan là sẽ chứng minh là chị sẽ thiệt hại cái gì. Thì thiệt hại đầu tiên có thể tính đó là những cái chi phí mà chị ấy đã bỏ ra để đầu tư cải tạo cái mặt bằng quán đấy để mà kinh doanh. Đấy cũng là một cái chi phí được bồi thường. Thế rồi thứ hai nữa là trong cái quá trình mà do cái sự mâu thuẫn tranh chấp mà bà Sáu có thể cản trở gây ảnh hưởng đến cái quá trình kinh doanh của chị Lan, là mất đi các cái thu nhập thực tế đó thì cũng sẽ phải bồi thường. Chứ không phải là bồi thường tất cả, mà phải nhớ là bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế. Và trong câu chuyện cũng không có nói rõ là cái điều khoản trong hợp đồng là cái việc mà gây tiếng ồn của chị Lan á, ghi rõ trong hợp đồng hay không. Vậy thì chúng ta đặt một cái trường hợp, nếu như mà cái tình tiết này được ghi rõ trong hợp đồng thì chị Sáu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho với chị Lan hay không? Và nếu như mà bà Sáu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có phải bồi thường cái tiền bạc hay là điều gì đó nữa cho chị Lan hay không ạ? Xin được mời luật sư Thanh ạ. Như chúng tôi mới phân tích, tức là gì? Cái việc thỏa thuận dân sự này là thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê. Thì những cái điều khoản ví dụ như là gây tiếng ồn thì điều khoản đây là bắt buộc phải được quy định trong hợp đồng thỏa thuận giữa các bên về việc là bên cho thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi mà trường hợp bên thuê vi phạm những cái điều khoản đó. Tuy nhiên thì cũng như luật sư Danh vừa phân tích, có nghĩa là để mà chứng minh được bên kia vi phạm về tiếng ồn, tức là chúng ta không thể chứng minh mặt cảm quan thì phải có cái xử lý của phía cơ quan nhà nước. Ví dụ như là bên thuê họ ấy tạo ra tiếng ồn quá lớn dẫn đến là ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, thì việc là các cái những người hàng xóm xung quanh họ có đơn gửi đến ủy ban nhân dân phường và ủy ban nhân dân phường và cơ quan hành chính nhà nước quản lý đã xử lý hành chính, lập biên bản và xử lý hành chính. Thì dựa trên cơ sở đó, căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận các bên, nếu như cho rằng là bên thuê họ vi phạm cái điều khoản đó và có căn cứ thì bên thuê bên cho thuê hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà. Còn nếu như hợp đồng không quy định thì sẽ phải căn cứ quay trở lại bộ luật dân sự để giải quyết. Thì ở đây chính là câu chuyện là như luật sư Danh cũng đã phân tích, tức là phải có phía cơ quan nhà nước xử phạt hành chính khoảng 3 lần mà bên kia vẫn tiếp tục không thực hiện, thì dẫn đến câu chuyện là phía cơ quan nhà nước có thể sẽ phải thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc là tạm dừng cái giấy phép đăng ký kinh doanh khi mà các bên tái phạm dựa theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Xin được cảm ơn luật sư Thanh.
Kính thưa quý vị, với chủ đề của chương trình là một số quy định về hợp đồng mua bán cho thuê nhà, chương trình đã và đang thu hút sự quan tâm của khán giả xem đài. Bây giờ là thời gian chương trình dành cho khán giả. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển cho chúng tôi câu hỏi của khán giả. Alo, bây giờ tôi muốn hỏi là tôi có căn nhà ở một ở Vũng Tàu mà tôi muốn cho người nước ngoài thuê thì phải cần chú ý những cái gì để đảm bảo quyền lợi cho tôi với họ và không vi phạm pháp luật. Cảm ơn. Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Dạ, xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Về cái câu hỏi của cái vị khán giả mà vừa điện đến nhà đài thì có nghĩa là gì ạ? Vị khán giả có cái nhà và muốn cho cái người nước ngoài thuê thì cái điều kiện cần phải làm gì? Thì cái điều kiện đối với cho thuê nhà tại Việt Nam ấy, nhất là cho thuê nhà đối với người nước ngoài thì cái điều kiện cơ bản nhất thì là phải có điều kiện về an ninh trật tự và điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra thì để mà cho thuê người nước ngoài cho thuê nhà thì đối với người nước ngoài thì bắt buộc phải đăng ký tạm trú đối với cơ quan đăng ký quản lý người nước ngoài tại Việt Nam. Thì do đó là khi mà người dân mà muốn cho một người nước ngoài thuê nhà tại cái căn nhà của mình hoặc một cái địa chỉ đăng ký kinh doanh thì phải thứ nhất là phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty, thứ hai nữa là phải đăng ký về xin đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với người đứng đầu của cơ sở kinh doanh đó, thứ ba là sẽ phải xin đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với cái căn nhà hoặc căn hộ cho thuê. Thì dựa trên các cơ sở đó, ngoài ra thì khi mà trong quá trình thực hiện hợp đồng thì bên chủ nhà sẽ phải có nghĩa vụ đăng ký tạm trú đối với khách nước ngoài lưu trú tại địa chỉ của mình đối với cơ quan nhà nước. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi. Dạ alo, dạ, chính nhìn cho tôi hỏi là nhà của cậu tôi đang nằm trong diện tranh chấp và bà đang xử lý. Nhưng hiện nay là có người muốn thuê căn nhà của cậu tôi. Vì vậy thì cho tôi hỏi là nhà đang tranh chấp mình có được cho thuê hay không ạ? Xin được mời luật sư ạ. Câu hỏi của bạn xin trả lời như sau. Thì cái việc mà cho thuê nhà thì cũng được coi đấy là một cái giao dịch dân sự. Và cái điều kiện để mà giao dịch cái dân sự về cho thuê nhà ở đó được quy định tại điều 118 của luật nhà ở 2014 là quy định rằng là đối với lại nhà ở mà đang có tranh chấp thì sẽ không được thực hiện các cái giao dịch. Thế thì như vậy đây bạn cho biết là cái căn nhà đấy là hiện nay là đang có tranh chấp và tòa án đang giải quyết. Thế thì rõ ràng là có căn cứ để xác định rằng là căn nhà đó đang tranh chấp và về nguyên tắc như vậy thì là đã tranh chấp thì không được thực hiện các cái giao dịch. Như vậy là sẽ không được cho thuê. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Cho tôi xin được hỏi là tôi cho thuê nhà có ký hợp đồng nhưng bên thuê nhà liên tục không thanh toán tiền nhà đúng hạn như hợp đồng đã ký. Giờ đây còn có ý định trốn nợ. Trong trường hợp này tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà với bên kia không? Dạ, xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả hiểu rõ về trường hợp của mình. Cũng như cái trường hợp mà vị khán giả vừa nêu ấy, tức là hầu hết đối với các cái giao dịch như chúng ta quay ban đầu ấy, giao dịch liên quan bất động sản thì và nhà ở thì luôn phát sinh tranh chấp. Thì khi phát sinh tranh chấp thì mọi người phải nên nhớ rằng khi soạn hợp đồng ban đầu ở đây là được điều chỉnh về luật dân sự và luật nhà ở thì mọi người nên quy định vào các điều khoản từ hợp đồng về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như bên một trong các bên vi phạm cái nghĩa vụ. Thì cái trường hợp như chị vừa nói, tức là trong hợp đồng thuê nhà có quy định rất cụ thể về điều kiện thanh toán và cái quyền và nghĩa vụ các bên nếu như bên thuê liên tiếp vi phạm không thanh toán tiền thuê nhà về thời hạn hoặc là vi phạm kéo dài 2 tháng liên tiếp hoặc 2 cái chu kỳ thanh toán liên tiếp chẳng hạn thì không thanh toán cho bên thuê, bên cho thuê thì dẫn đến là cái bên thuê đã vi phạm hợp đồng và dựa trên cơ sở pháp lý của cái hợp đồng những như bộ luật dân sự và luật nhà ở thì người cho thuê được toàn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng thuê nhà đối với cái người thuê. Ngoài ra thì khi mà đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng thuê nhà thì nó phát sinh một cái đó là gì nào, đó là phát sinh thêm một cái như chị vừa nói, tức là bên bên thuê họ đang nợ tiền chị thì đối với cái phần khoản tiền nợ này
hoặc là những cái mà thiệt hại xảy ra mà chị chứng minh được từ cái việc vi phạm hợp đồng của bên thuê, thì chị có quyền khởi kiện đối với bên thuê ra tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi mà cái căn nhà tồn tại, thì để mà yêu cầu bên thuê thanh toán cái tiền mà họ đang thiếu của chị, cũng như nếu như mà phát sinh liên quan đến các cái thiệt hại hoặc các quy định về điều khoản phạt của hợp đồng, thì chị cũng trên cơ sở đó yêu cầu tòa án giải quyết. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Với phần tư vấn vừa rồi của luật sư Trần Thanh, thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả vừa rồi cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình. Và sau đây thì Ngọc Diệu xin được chuyển tới luật sư nội dung câu hỏi của một khán giả ngụ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai như sau. Tôi có thuê một căn nhà để sản xuất kinh doanh, thời hạn là 10 năm, giá thuê là 1 triệu đồng một tháng, thanh toán theo từng tháng. Tiền đặt cọc là 6 triệu tương đương với 6 tháng tiền nhà sẽ được trừ vào 6 tháng cuối của thời hạn thuê nhà. Thời hạn thuê đã được 2 năm, thế nhưng mà do việc kinh doanh không tốt nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trong trường hợp, trong hợp đồng không có nêu rõ chi tiết việc hai bên phải thực hiện khi chấm dứt hợp đồng, mà chỉ có điều khoản nếu bên nào chấm dứt hợp đồng thì sẽ được giải quyết theo luật định. Xin được hỏi là trong trường hợp này tôi có lấy lại tiền đặt cọc được hay không? Có phải bồi thường theo hợp đồng đã thuê hay không? Xin được mời các vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả ở Đồng Nai ạ. Đối với lại câu hỏi của vị khán giả Đồng Nai thì tôi xin trả lời thế này. Tức là trong cái hợp đồng mà thuê nhà thì luật nhà ở 2014 quy định tại điều 132 thì quy định là cả bên thuê và bên cho thuê đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Yeah. Tuy nhiên là cái việc chấm dứt hợp đồng là phải tuân thủ theo cái quy định của điều 132, tức là luật quy định những cái lý do chính đáng để được chấm dứt hợp đồng. Thế thì ví dụ như là bên thuê thì anh sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng khi nào? Thì điều 132 quy định là anh được chấm dứt khi mà cái bên cho thuê là người ta không sửa chữa cái căn nhà đấy, khi mà căn nhà nó bị hư hỏng nặng, đấy, nó ảnh hưởng đến anh. Đó, thì anh cũng được quyền chấm dứt. Rồi thứ hai nữa là cái bên cho thuê người ta tăng cái giá nhà một cách bất hợp lý. Đó, thì anh cũng có quyền đơn phương chấm dứt. Tức rồi hoặc là người ta tăng cái giá nhà mà người ta không có thông báo cho mình hợp lý. Thì những cái trường hợp như vậy thì mình cũng có quyền là đơn phương chấm dứt. Thế còn như trong cái trường hợp cái vị khán giả này cho biết thì là lý do mà muốn chấm dứt là bởi vì cái việc kinh doanh nó không tốt. Thế thì ở đây là nó không nằm trong cái quy định là cái điều kiện để mà được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đấy. Thế và khi mà nó không nằm trong quy định như vậy mà anh muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy thì tức là anh đã vi phạm cái nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Thế và anh đã vi phạm thực hiện cái vụ hợp đồng thì cái việc đặt cọc đấy là nhằm để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng, mà bây giờ anh lại vi phạm, anh không thực hiện thì tức là anh sẽ mất cái tiền cọc. Thế còn đối với lại cái bồi thường thiệt hại thì nếu như trường hợp mà cái bên cho thuê mà người ta chứng minh được là người ta bị thiệt hại do cái sự vi phạm của anh gây ra thì lúc đó anh mới bồi thường theo cái số thực tế. Thế còn cái tiền đặt cọc thì khả năng là sẽ bị mất. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng cảm ơn vị khán giả Đồng Nai đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Chị đang có xưởng cho thuê mà ký hợp đồng 10 năm. Bên đó bên cái mà bên thuê nó bắt chị ra, bắt buộc chị nó phải ký 10 năm người ta mới thuê, còn không ký 10 năm người ta không thuê. Mà tự nhiên bây giờ người ta báo với chị là mới có 4 năm mà người ta báo với chị 1 tháng rồi người ta định dọn như vậy, rồi mình xử lý. Ta báo mình là tháng sau người ta dọn đi. Ý chị hỏi là có phải đền hợp đồng cho chị không, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin lỗi, chị ở đâu ạ? Ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh ạ. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Dạ vâng. Như cái dữ kiện mà vị khán giả vừa nêu ấy, tức là cái hợp đồng chị thuê là 10 năm. Tuy nhiên chị mới thực hiện được 4 năm thì phía bên cho thuê họ đã đòi lại nhà của chị, đòi lại cái nhà cho thuê của chị. Vậy thì trong trường hợp này ấy, thì chúng ta lại quay trở lại là những cái quy định ở trong hợp đồng thì trường hợp nào thì bên thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên cho thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì đối với trường hợp này, nếu như chị không vi phạm các cái quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng cũng như là các quy định trong bộ luật dân sự thì bên cho thuê muốn
đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với chị thì phải đàm phán giữa các bên. Còn nếu như mà hợp đồng thời hạn thực hiện là 10 năm nhưng mà mới có thực hiện được 4 năm, còn 6 năm nữa mà cái hợp đồng này còn được càng kéo dài đấy mà bên cho thuê lại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuê đối với chị, thì đây là cái căn cứ mà chị có cần khởi kiện ra tòa để yêu cầu bên kia tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại đối với những cái thiệt hại mà chị đã đầu tư ở trên cái cơ sở hạ tầng đó. Ví dụ như là cái tiền mà trang thiết bị, rồi tiền xây dựng, hoặc là tiền mất thu nhập từ cái việc mà cho thuê đối với cái thời gian còn lại của hợp đồng. Do đó là trong trường hợp này, đối với quan hệ phát sinh tranh chấp dân sự thì chúng tôi khuyên là các bên nên thỏa thuận với nhau hoặc hỗ trợ bởi những người hiểu biết về mặt pháp lý để phân tích cho các bên, để tránh trường hợp phải đi đến câu chuyện là phải kéo nhau ra tòa. Nhưng trong trường hợp các bên không thể giải quyết được bằng hòa giải thì sẽ phải khởi kiện ra tòa để yêu cầu cái bên vi phạm tuân thủ hợp đồng bằng cách là tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại từ cái việc vi phạm đó. Vâng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn khán giả ở Bình Chánh đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi. Em chào chương trình ạ, cho chương trình cho đặt câu hỏi được không ạ? Tôi có chuyển nhượng một cái quán cà phê từ chủ cũ á, thì trong hợp đồng có ghi rõ là bên chuyển nhượng không được đòi lại quán cà phê trước khi chấm dứt hợp đồng với mọi hình thức. Thì hợp đồng này thì tôi với lại bên chủ cũ là viết tay, không có công chứng, thì xin hỏi hợp đồng thuê nhà này có hiệu lực có hiệu lực pháp luật không ạ? Dạ. Xin được mời luật sư. Thì hiện nay thì đối với lại cái giao dịch về cho thuê hay là mua bán nhà ở thì hiện nay thì pháp luật chỉ quy định những cái trường hợp bắt buộc phải công chứng là trong những cái trường hợp sau, tức là những trường hợp mua bán, những trường hợp mà tặng cho nhà ở, thế rồi những trường hợp thế chấp là những trường hợp mà bắt buộc là phải lập thành văn bản và phải có công chứng chứng thực thì những cái hợp đồng như vậy là mới đảm bảo về mặt hình thức có giá trị pháp lý. Thế còn ở đây là cái trường hợp, đây là trường hợp thuê, thế thì trường hợp thuê thì luật nhà ở không quy định là bắt buộc, tức là gì, tức là các bên nếu như thấy cần thiết thì có thể lựa chọn đi công chứng chứng thực, còn nếu không thì cũng không cần thiết là phải đi công chứng chứng thực. Thế thì như vậy đây là cái hợp đồng như vị khán giả cho biết là viết tay, tức là đã được lập thành văn bản và hai bên đã ký thể hiện cái ý chí của hai bên. Thế thì như vậy là về mặt hình thức là những cái hợp đồng như vậy là cũng phù hợp và có cái giá trị pháp lý. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Chân thưa hai vị luật sư, liên quan đến các cái giao dịch về mua bán nhà thì không biết trong trường hợp nào thì một hợp đồng mua bán nhà được xem là vô hiệu và hậu quả của một hợp đồng vô hiệu là như thế nào? Xin được mời luật sư Doanh ạ. Thì đối với lại cái giao dịch mà mua bán nhà ở hay cho thuê nhà ở thì nó cũng là một cái giao dịch dân sự. Yeah. Và nó sẽ bị vô hiệu khi mà nó không đáp ứng các cái quy định về giao dịch có hiệu lực của Bộ luật dân sự, tức là tại cái điều 117 thì Bộ luật dân sự hay là 115 ấy, thì quy định là một cái giao dịch dân sự thì nó có hiệu lực khi mà nó có đủ các cái điều kiện sau. Thứ nhất là các cái chủ thể mà tham gia vào cái giao dịch đấy là phải có đủ các cái năng lực hành vi dân sự. Rồi thứ hai nữa là cái việc tham gia vào cái giao dịch đấy là phải dựa trên sự tự nguyện. Rồi thứ ba nữa là cái giao dịch đấy là không bị pháp luật cấm và không trái với đạo đức xã hội. Đấy. Và thứ tư nữa là các cái hình thức để mà giao dịch là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ví dụ như giao dịch về nhà ở thì mua bán tặng cho thì bắt buộc là quy định là phải được lập thành văn bản và có công chứng chứng thực, thế thì phải đảm bảo cái đó thì giao dịch mới có hiệu lực. Thế còn nếu như mà không tuân thủ theo cái đó thì tức là giao dịch vô hiệu. Thế thì quay lại một cái giao dịch về nhà ở như vô hiệu thì rõ ràng là gì, tức là khi mà cái chủ thể anh không đúng, không có đủ năng lực hành vi dân sự, thế rồi là anh bị ép buộc, anh bị lừa dối để mà tham gia cái giao dịch đấy, thế rồi hoặc là anh dùng một cái giao dịch giả tạo để che đậy cho một cái giao dịch khác. Đấy, ví dụ như là vay mượn tiền nhưng mà lại
ký một cái hợp đồng là mua bán nhà ở để mà làm tin với nhau, nhưng mà thực chất là cái mua bán nhà ở đấy chỉ là cái giao dịch để làm tin và che đậy cho cái giao dịch vay tiền thôi, thì cái giao dịch mua bán nhà ở đấy cũng vô hiệu. Đấy. Thế rồi là khi mua bán với nhau thì tặng cho mua bán mà lại không lập thành văn bản, hoặc lập thành văn bản nhưng mà không có công chứng chứng thực, dạ, thì những cái trường hợp như vậy là vô hiệu. Dạ, xin được hỏi thêm luật sư là trong một trường hợp mua bán mà trong đó có một có nhiều cái đồng sở hữu mà một người không đồng ý cho cái giao dịch mua bán đó, thì trong trường hợp này thì cần phải giải quyết như thế nào để có thể thực hiện được cái giao dịch mua bán ạ? Theo quy định của luật nhà ở thì đối với lại cái tài sản mà là đồng sở hữu thì về nguyên tắc là tất cả các đồng sở hữu đều có quyền và nghĩa vụ đối với lại cái phần sở hữu của họ trong cái tài sản đó. Và khi muốn thực hiện một cái giao dịch đó thì bắt buộc là phải có sự đồng ý của họ. Đấy, tuy nhiên là trong rất nhiều trường hợp là có những cái đồng sở hữu người ta không muốn, người ta không thực hiện cái việc là giao dịch đó. Thế thì các cái đồng sở hữu còn lại khi mà muốn thực hiện các phần nghĩa vụ của mình thì hoặc là quyền của mình thì buộc là phải thương lượng với cái người đó để mà bù đắp cho họ cái phần mà họ được hưởng cái quyền lợi trong cái tài sản chung đó. Nếu như người ta đồng ý thì đấy là cái điều tốt. Thế còn trường hợp nếu như người ta không đồng ý thì bắt buộc là phải khởi kiện ra tòa án để mà yêu cầu tòa án giải quyết. Thế thì khi mà tòa án thụ lý những cái vụ án như vậy thì tòa án sẽ định giá các cái tài sản đấy, là cái căn nhà đấy, và người ta tòa án sẽ xác định được là những cái giá trị mà từng người sẽ được hưởng là bao nhiêu. Đấy, và khi mà từng người được hưởng là bao nhiêu rồi thì những cái người mà muốn sở hữu cái nhà đó thì có thể là thanh toán bằng tiền, được ưu tiên thanh toán bằng tiền cái phần mà cái người người ta không muốn bán, hoặc là cái người mà không muốn bán nhưng mà anh muốn giữ lại căn nhà đó thì anh phải trả tiền cho những cái người ta muốn bán cái phần mà người ta được hưởng đó. Yeah. Đó. Thế còn nếu như mà trường hợp mà các bên không đồng ý thì tòa sẽ phán quyết theo cái hướng như vậy. Và sau khi phán quyết như vậy rồi thì cái người nào được sử dụng cái căn nhà đó, thực hiện các nghĩa vụ thanh toán trả tiền cho những người còn lại, và họ đăng ký cái quyền sở hữu của họ, riêng của họ, và sau khi được đăng ký xong hoàn tất thủ tục đấy thì họ có quyền tự định đoạt, không liên quan đến các cái đồng sở hữu khác nữa. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Chuân. Tài sản là nhà hay là đất khi mà giao dịch rất là dễ xảy ra những cái tranh chấp, vì đây là một cái loại tài sản rất là có giá trị. Vậy thì làm như thế nào để giúp cho các bên thực hiện các cái giao dịch này mà đảm bảo được quyền lợi của mình? Thưa luật sư Thanh. Thì để mà thực hiện các cái giao dịch về mua bán đối với nhà đất ấy, thì cái người cả bên mua và bên bán đều phải, thứ nhất là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật trước. Thì đối với quy định về việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản thì hiện nay bắt buộc là phải công chứng chứng thực. Đây là điều kiện bắt buộc về mặt hình thức theo luật công chứng cũng như là luật nhà ở. Ngoài ra thì khi mà bên mua ấy, để mua một cái tài sản là một cái giá trị rất lớn thì phải xem xét kỹ về việc căn nhà này. Thì có những cái tình huống như chúng tôi xử lý rất nhiều trong cái quá trình hành nghề ấy, thì nó xảy ra như là nhà, bên mua không xem được chính xác ai là chủ sở hữu, hoặc là bị nhầm lẫn cái người chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng của cái căn nhà đó. Ngoài ra nữa là cái nhà này có thể nằm trong diện bị thế chấp, bị cầm cố, hoặc là có thể bị phong tỏa. Thì những cái trường hợp này, thứ nhất là người mua phải nên tìm hiểu rõ về mặt pháp lý đối với căn nhà và đất mình đang mua là hiện nay đang có bị cầm cố thế chấp hay là đang có nằm trong diện tranh chấp hay không. Thứ hai nữa là về cái năng lực của những cái người mà chủ sử dụng mảnh đất hoặc là chủ sở hữu của căn nhà, thì thứ nhất phải xem rõ cái người đó có chính thức nào chủ hay không. Hiện nay cũng phải lưu ý với khán giả là rất nhiều các trường hợp mà đã có bị lừa về hành vi là nhờ họ làm giả giấy tờ tài liệu và thậm chí giả luôn cả cái chủ quyền nhà để bán cho các đối tượng, thậm chí văn phòng công chứng cũng bị, đối với các trường hợp này tương tự cũng bị qua mặt luôn. Thì chính vì thế nên khi mua một căn nhà và đất thì người mua nên tìm hiểu tại cái địa phương cũng như là những hàng xóm xung quanh để biết được chính xác cái người mình muốn giao dịch có thực sự là chủ sở hữu của mảnh đất đó hay không và căn nhà đó hay không.
Và thêm nữa là về cái đối một vài trường hợp thì nữa chúng ta phải xem cái năng lực hành vi của những người này có khả năng hay không. Một vài trường hợp thì họ rơi vào trường hợp là nhà vợ hoặc chồng bị tâm thần, dẫn đến là gì ạ? Khi giao dịch rồi, rất nhiều trường hợp khi giao dịch xong rồi thì lại bị kiện do giao dịch dân sự vô hiệu. Tiếp theo về mặt hình thức thì tất cả là gì ạ? Các hợp đồng này đều phải được công chứng chứng thực, tránh trường hợp mua bán bằng giấy viết tay. Sau đó một trong các bên kiện trở lại thì sẽ trở thành là giao dịch dân sự vô hiệu. Cũng giống như chúng ta vừa thấy là cái vụ án mà trên thành phố Hồ Chí Minh mà báo chí vừa rồi đã đưa, có nghĩa là các bên giao dịch với nhau bằng giấy viết tay và sau 10 năm sau thì bị khởi kiện lại và cái người bán họ đã đòi lại được nhà và đất theo cái bản án của tòa án đến có hiệu lực pháp luật đến thời điểm hiện nay. Tiếp theo là về việc giao nhận đối với sau khi chúng ta công chứng chứng thực xong rồi thì việc thực hiện việc đăng ký đối với chi nhánh văn phòng đăng ký sử dụng đất và cái việc mà giao nhận nhà, giao nhận tiền thì các bên cũng phải lên có những cái văn bản và quy định cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đó thì trên cơ sở đấy chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng các vị khán giả luôn cảnh tỉnh và thực hiện đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và những cái người mà bán hoặc người mua. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Và với những cái lưu ý vừa rồi của luật sư Thanh thì Ngọc Diệu cũng hy vọng là sẽ thật hữu ích đối với quý vị khán giả nào có nhu cầu muốn giao dịch mua bán nhà cũng như là đất. Và bây giờ sẽ là thời gian mà chúng tôi dành cho cả hai vị luật sư giúp giải đáp những cái thắc mắc của quý vị gọi đến cho chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Tôi hỏi là cái trường hợp mà tôi cho người ta thuê nhà trọ đó mà không có làm hợp đồng gì, nhà trọ ở hàng tháng nào tính tiền tháng đó gì, mà bây giờ tôi tính lấy nhà lên tôi sửa chữa đó, mà cái người thuê nhà trọ của tôi đó mới đây bị tai nạn rồi không có đi đứng gì được đó, rồi bây giờ tôi lại lấy nhà trọ lại thì cái người đó bảo là giờ người ta không có đi đứng gì được, bây giờ người ta chưa kiếm chưa được chỗ, chừng nào kiếm được chỗ người ta mới trả nhà cho tôi gì, bây giờ tôi phải làm sao? Mà tôi đã cho hai trước rồi, tới giờ cũng tôi lại mấy tháng nay tôi lại hỏi người ta cũng nói chưa có kiếm được chỗ. Vậy giờ tôi phải làm sao? Nhờ bà thầy tư vấn giùm ở Sóc Trăng, tên Trần Thanh Hùng. Dạ rồi, xin cảm ơn khán giả. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Vâng, đối với lại cái trường hợp của vị khán giả này thì tôi xin trả lời như sau. Thì ở đây là có đề cập đến cái việc là cho thuê nhà trọ. Yeah. Nhưng mà các bên là không lập thời hợp đồng và cho thuê tháng nào lấy tiền tháng đấy. Và tuy nhiên hiện nay thì cái người chủ cho thuê là có nhu cầu lấy lại để mà sửa chữa cái xây mới căn nhà đó. Và theo quy định thì nếu như mà trường hợp mà các bên cho thuê như vậy thì trong trường hợp mà kể cả có trường hợp có hợp đồng thì các bên vẫn có quyền là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhưng tuy nhiên trong cái trường hợp này thì là do là không có lập thành cái thỏa thuận, nên do đó là cái người cho thuê thì sẽ được quyền là chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho bên kia trong một cái thời gian hợp lý. Và hiện nay thì luật nhà ở quy định là cái thời gian là phải báo trước cho bên kia thời gian là ít nhất 30 ngày đấy, để người ta có cái sự chuẩn bị và người ta rời đi. Thế nhưng mà cái tình huống mà cái vị khán giả đưa ra thì nó có éo le một chút là do cái người thuê người ta cũng đang lâm vào một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, do bị tai nạn hay cái gì đó mà dẫn tới là không có thể đi lại được. Đó, thì dẫn tới việc là người ta chưa có thời gian để đi tìm kiếm các cái địa chỉ mới mà thuê. Thế thì cái trường hợp này thì vị khán giả tốt nhất là thông báo cho họ một cái thời gian hợp lý như luật quy định là 30 ngày. Thế và thứ hai nữa thì cũng thông cảm với hoàn cảnh của họ đấy, và có thể là hỗ trợ họ hoặc là phối hợp cùng với họ để đi tìm một cái địa chỉ mới đấy, sau khi họ có được cái địa chỉ mới thì sẽ chuyển cái địa chỉ đó và mình lấy lại cái nhà. Thế còn cái việc ở đây là cùng lắm bất đắc dĩ lắm thì mới nên khởi kiện cái vụ việc ra tòa để mà buộc cái bên kia phải trả lại nhà và rời đi. Nhưng mà cái đấy là cái trường hợp bất đắc dĩ. Dạ. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả Sóc Trăng đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả đến hai vị luật sư tham gia chương trình hôm nay.
Chương trình cho tôi hỏi á, vì tôi không có con, hiện nay vì tôi đang bệnh nặng nên muốn bán căn nhà mà vì tôi đứng tên chủ sở hữu. Tại vì vì tôi bệnh nặng nên không thể làm thủ tục sang nhượng được, vì tôi có thể ủy quyền cho tôi để chuyển nhượng căn nhà này được không? Nếu được thì cần làm những giấy tờ gì? Xin chương trình cho biết ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn dạ. Dạ, xin được mời hai vị luật sư. Dạ vâng, như cái vị khán giả vừa nêu ấy, thì hiện nay cái người dì này có một cái căn nhà nhưng mà do bị bệnh và bị không thể đến văn phòng công chứng và không thể giao dịch với bên mua được. Thì anh có nói rằng anh muốn gì anh ủy quyền lại cho anh. Thứ nhất là cái việc bệnh nặng này chúng tôi cũng chưa biết được là cái người này có còn năng lực hành vi dân sự hay không. Chứ là nếu như trong trường hợp người gì này không đủ năng lực hành vi dân sự, nếu bị bệnh nặng này nhưng không đủ hành vi nhận thức thì rõ ràng trường hợp này sẽ không ủy quyền được. Và sẽ phải có văn bản tuyên bố về việc mất năng lực hành vi dân sự và sẽ phải xác định người giám hộ. Và cái người giám hộ đó mới được quyền thay mặt cái người được giám hộ định đoạt tài sản để phục vụ cho cái nhu cầu sống của cái người dì này. Tuy nhiên nếu như trong người dì này chỉ bị bệnh mà không đi lại được nhưng vẫn đủ tỉnh táo thì anh có thể liên hệ với các văn phòng công chứng để có thể là mời công chứng viên đến hoặc là chính quyền địa phương thì có thể là làm cái ủy quyền từ người dì này sang cho người cháu. Việc mà cái công chứng được thực hiện, ủy quyền được thực hiện ấy, thì cái người được ủy quyền sẽ được thay mặt người dì này thực hiện các cái quyền và nghĩa vụ theo cái thỏa thuận trong cái giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, và sẽ được quyền mua bán tại văn phòng công chứng để sang nhượng đối với mảnh đất và căn nhà này theo đúng quy định của pháp luật. Dạ. Xin được hỏi thêm luật sư Thanh là trong trường hợp này khán giả muốn hỏi là nếu như mà người dì muốn ủy quyền cho người cháu bán cái căn nhà đó thì không biết là về mặt pháp lý thì có được hay là không ạ? Như tôi vừa nói thì nếu như người dì này còn tức là bị bệnh nhưng mà vẫn đủ năng lực hành vi dân sự thì không được ủy quyền. Thì vẫn được ủy quyền, tức là có thể ủy quyền cho người cháu để chuyển nhượng. Còn nếu như người này mà không đủ năng lực hành vi, bị bệnh mà không đủ nhận thức thì rõ ràng là công chứng sẽ không không công chứng việc ủy quyền này. Do đó là phải xác định cho người dì là còn năng lực hành vi dân sự hay không. Dạ. Nếu còn hành vi giao dịch dân sự thì bởi vì là người dì là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà thì được toàn quyền ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình các cái giao dịch như cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả. Xin chào chương trình nè. Hôm nay cái trường hợp của tôi là nó như thế này. Tôi có mua một cái căn nhà ở Đồng Nai ấy, mà cái nguồn gốc của cái căn nhà này là như thế này, có nghĩa là hai vợ chồng đó, cái nhà này là tài sản của hai vợ chồng đó ở Đồng Nai, nhưng mà trước đó là người chồng đã ký giấy khước từ chối cái quyền sở hữu cái ngôi nhà này, tức là cái ngôi nhà này chỉ có được quyền sở hữu của người vợ thôi. Thì khi mà tôi mua lại cái căn nhà này thì giữa tôi và người vợ chủ cũ của cái nhà này tôi đã đưa tiền rồi, cũng đã làm hợp đồng, cũng đã công chứng tất tần tật rồi. Thì sau đó thì tôi mới nói là tôi mới thỏa thuận với người vợ này á là tháng sau là sẽ giao nhà cho tôi. Nhưng mà một tháng sau á thì khi mà tôi quay trở lại á thì nhà là chỉ có người chồng ở thôi. Thì người chồng nói với tôi rằng là bây giờ người vợ không có ở nhà, người vợ mắc nợ đi rồi, mà người chồng này không có được người vợ thông báo gì hết. Và bây giờ anh ta nhất quyết, anh ta cũng không chịu đi. Thì trong trường hợp này tôi muốn lấy lại nhà thì luật sư giúp giùm tôi cái cách để tôi có thể lấy lại nhà. Tôi tên Lý Thị Hồng, nhà ở Long Điền à. Trường hợp này tôi lý giải như thế này. Thứ nhất ở đây là chị cho biết là cái căn nhà đấy là của hai vợ chồng mà cái người chị mua ấy, nhưng mà đã được sang tên cho người vợ. Tức là ở đây là giữa hai vợ chồng họ là đã có một cái thủ tục để mà xác định được là cái tài sản đấy nó thành cái tài sản riêng của bà vợ. Và bà vợ đã đăng ký cái tên của bà ấy. Và bà ấy có quyền định đoạt đối với tài sản đấy. Và bà ấy ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho cái vị khán giả này. Và cái việc mua bán đấy là hoàn toàn hợp pháp. Lúc đấy nó không có liên quan đến cái người chồng nữa. Thế và cái người mua cũng đã thực hiện các cái thủ tục là đăng ký sang tên, rồi thanh toán tiền, mọi nghĩa vụ đã thực hiện xong hết rồi. Đấy, tuy nhiên ở đây là chỉ chờ đến cái thời điểm để đến lấy căn nhà đó thì cái người chồng này lại không chịu bàn giao,
Thế thì ở đây là một cái vấn đề mà chúng tôi trong quá trình hành nghề thực tế thì cũng gặp khá nhiều những cái tình huống như này, và thực sự là rất rắc rối chứ không phải không. Đấy, rất nhiều trường hợp đã được giải quyết xong, kể cả có những bản án của tòa án giải quyết những cái tranh chấp mà ly hôn, phân chia tài sản chung của vợ chồng, mà sau đó người vợ được quyền sử dụng căn nhà đó, đã đưa cái phần tiền mà phải bù đắp cho cái người chồng đó, nhưng mà người chồng nó vẫn không chịu rời đi, mà mặc dù cái người mua đã có giấy tờ hợp pháp đăng ký sang tên đầy đủ, nhưng cái người chồng đó cũng không chịu rời đi. Thì cái này là một cái thực trạng cũng tương đối khó giải quyết. Thì hiện nay thì cách thức giải quyết thì sẽ như thế này. Đầu tiên thì chị có thể liên hệ với lại chính quyền địa phương, để mình cụ thể là ủy ban nhân dân ở cái nơi có bất động sản, để mình trình báo với họ về cái việc là mình có giấy tờ hợp pháp của căn nhà đã thực hiện mua bán xong, và đề nghị ủy ban nhân dân là hỗ trợ hòa giải để mà thuyết phục cái người chồng kia từ bỏ cái việc ở cái căn nhà đó, để giao lại cho cái người mua có giấy tờ hợp pháp. Đấy, thế còn nếu như trường hợp á, mà chính quyền địa phương xuống mà giải quyết mà cũng không được, thì vì trên thực tế thì chúng tôi thấy là chính quyền địa phương xuống giải quyết cũng không hiệu quả cái việc này, bởi vì những cái người chồng đấy họ cho rằng là họ có những cái hộ khẩu ở đây, từ trước nay họ ở đây, và giữa họ với người vợ của họ mặc dù là giấy tờ như thế nhưng còn rất nhiều cái vướng mắc chưa được giải quyết, và họ nại ra đủ thứ lý do và họ cũng không đi. Thế thì chính quyền địa phương là các ủy ban dân cấp phường xã cũng chỉ hòa giải thôi, chứ không đủ thẩm quyền để giải quyết và buộc cái người đó phải rời khỏi căn nhà được. Thế thì lúc đó cái bước thứ hai bắt buộc chị phải làm là phải khởi kiện cái người đó ra tòa, để mà yêu cầu người đó trả lại nhà và buộc người đó phải rời cái căn nhà đó đi nơi khác. Đấy, thì khi tòa án thụ lý những cái vụ việc như vậy, đấy, và xem xét các cái hồ sơ cũng như các cái căn cứ mà cái bên mua nhà cung cấp, để thấy rằng cái việc mua bán chuyển nhượng nhà đất hoàn toàn hợp pháp và đã đứng tên đầy đủ, thì lúc đó có căn cứ để mà buộc cái người kia phải rời đi và giao nhà cho người mua. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Doanh. Với trường hợp của vị khán giả Long Điền thì luật sư Doanh cũng đã tư vấn rất là chi tiết, và Ngọc Diệu hy vọng là chị sẽ sớm giải quyết được trường hợp của mình. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận thư ký hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Alo, dạ xin chào chương trình làm ơn giúp tôi ạ. Tôi muốn hỏi là hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đã được công chứng, mà trong hợp đồng mua bán không có ghi rõ điều khoản cho bên mua, có phải bồi thường gì không? Xin được mời hai luật sư ạ. Thì như cái vị khán giả vừa nói, tức là nhiều chị đã ký hợp đồng mua bán công chứng cái căn nhà của chị cho cái người mua, và bây giờ thì chị lại muốn rằng gì đơn phương ở đây tôi nhìn thấy là đơn phương chấm dứt cái hợp đồng này. Thì căn cứ theo quy định pháp luật đấy, thì nếu như cái thỏa thuận dân sự các bên ví dụ ký hợp đồng công chứng rồi, sau đó các bên cùng đồng thuận ra hủy văn bản công chứng đó, thì sẽ liên hệ văn phòng công chứng để hủy. Tuy nhiên ở đây trong trường hợp này chị nói rằng chị muốn đơn phương chấm dứt cái hợp đồng mua bán này, thì sẽ dựa trên căn cứ của hợp đồng, các quy định trong điều khoản của hợp đồng để giải quyết. Ngoài ra cũng phải lưu ý với khán giả rằng ấy, theo quy định tại điều 100 khoản 1 của điều 122 của luật nhà ở năm 2014 thì quy định rất rõ cái hiệu lực của cái hợp đồng chuyển nhượng nhà. Ở đây chị đang nói là hợp đồng chuyển nhượng nhà chứ không phải chuyển nhượng mỗi bất động sản là đất không. Thì đối với hợp đồng chuyển nhượng nhà thì sẽ có hiệu lực ngay sau khi công chứng. Tức là hợp đồng này đã có hiệu lực pháp luật rồi. Thì nếu như các bên mà muốn hủy hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải khởi kiện ra tòa. Còn phía văn phòng công chứng nếu như không có thỏa thuận của hai bên để hủy thì văn phòng công chứng cũng chắc chắn cũng sẽ không hủy được theo luật công chứng. Do đó là trong trường hợp này theo tôi biết thì chị sẽ không có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng được. Nếu chị có căn cứ pháp lý thì chị phải khởi kiện ra tòa. Ví dụ như bên kia họ vi phạm về nghĩa vụ thanh toán, họ không thanh toán sau khi ký hợp đồng công chứng, họ không thanh toán cho bên chị, hoặc họ các hành vi lừa dối đối với cái hợp đồng này, hoặc các bên vi phạm các điều cấm của pháp luật dẫn đến hợp đồng giao dịch mua bán nhà vô hiệu,
thì chị có quyền khởi kiện ra tòa để tuyên bố giao dịch dân sự này vô hiệu. Còn đối với nếu như trong trường hợp mà các điều kiện của hợp đồng đã được thỏa mãn, không vi phạm các điều cấm, thì khi ký hợp đồng thì hợp đồng này đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm công chứng. Xin được cảm ơn luật sư Thanh và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Và bộ phận thư ký có chuyển lên cho Ngọc Diệu câu hỏi của một khán giả tên Tuấn ở Tiền Giang có nội dung như sau. Cô chú tôi ra nước ngoài sinh sống đã hơn 5 năm và nhờ tôi trong nhà giùm họ. Gần đây thì cô chú tôi muốn bán nhà ở Việt Nam nên tôi đã mua lại dưới hình thức là trả góp dần nhưng không làm bất cứ giấy tờ, hợp đồng mua bán gì cả. Tiền thì được trả dần bằng cách gửi người quen khi có người về Việt Nam để họ gửi cho cô chú tôi khi họ còn ở nước ngoài. Chúng tôi đã trả được 1/3 số tiền nhà, nhưng mới đây thì cô chú bất ngờ nâng giá nhà lên. Tôi muốn hỏi là tôi phải làm hợp đồng hay là biên bản thỏa thuận gì để đảm bảo nếu có việc gì xảy ra thì chúng tôi vẫn nhận được lại số tiền mà mình đã trả tiền nhà cho cô chú. Trong quá trình trả tiền thì nếu cô chú đòi tăng giá theo mức giá thị trường thì chúng tôi có buộc phải trả theo mức giá mà cô chú tôi đã yêu cầu hay không? Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả tên Tuấn ở Tiền Giang ạ. Đối với câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời như này. Thứ nhất ở đây là quý vị khán giả này cho biết là có mua cái nhà của người chú để lại theo hình thức trả góp. Nhưng mà hai bên cũng không có lập các cái văn bản, cũng không có hợp đồng công chứng, chứng thực gì hết. Thế thì như vậy ở đây là về mặt hình thức là đã không tuân thủ các quy định pháp luật và nó vô hiệu về mặt hình thức. Thế nên nếu như trong trường hợp mà cái người chú người ta không bán nữa và không có căn cứ để xác định được đây là một cái giao dịch mà mua bán, thì cái người bán người ta chỉ phải trả lại cái số tiền người ta đã nhận. Đấy, thế còn nếu như cái vị khán giả này mà chứng minh được rằng là mặc dù là không tuân thủ về hình thức nhưng mà có căn cứ để xác định được rằng là các bên đã có một cái giao dịch mua bán với nhau. Đấy, ví dụ như là các bên thông qua hình thức trao đổi thông tin, thế rồi là có những người làm chứng, thế rồi có những cái lần chuyển tiền, thì những cái đó mà nếu như mà nó liên kết với nhau và nó logic với nhau để mà chứng minh được là thực chất là hai bên đã có một cái giao dịch thỏa thuận mua bán với nhau. Đấy, thì cái đấy cũng được coi là một giao dịch mua bán nhưng mà không phù hợp hình thức. Thế thì trong trường hợp mà nếu như cái giao dịch mua bán mà không phù hợp hình thức mà bên mua đã sử dụng cái nhà đó và đã thực hiện mà 2/3 nghĩa vụ, thì trong trường hợp như vậy thì pháp luật cũng sẽ bảo vệ và công nhận cái giao dịch đó. Nhưng mà tuy nhiên cái vị khán giả này cho biết thì là mới thực hiện được 1/3 cái nghĩa vụ thôi, tức là anh cũng chưa thực hiện đủ theo cái quy định của pháp luật. Thế thì trong những trường hợp như vậy mà bây giờ nếu như mà bên bán mà người ta không muốn bán nữa thì rõ ràng là cũng rất khó để mà ràng buộc người ta phải tiếp tục thực hiện cái hợp đồng đấy. Thế và hy vọng là anh có thể đòi lại được cái số tiền mà mình đã gửi cho cái bên bán đấy. Thế còn trong cái trường hợp đây thì quý vị khán giả cũng đề cập là nên có ký hợp đồng hay không, thì tôi giả định là trong cái trường hợp này quý vị khán giả cũng đang phân vân vì có thể là giữa hai bên cũng chưa phát sinh các cái tranh chấp, nhưng để đề phòng cho cái trường hợp sau này sẽ phát sinh tranh chấp thì cái người mua đó nên lập tức liên hệ với người bán để mà hai bên thống nhất ngã ngũ về cái giá cả mua bán cái căn nhà đó. Thế rồi tiến hành cái việc là ký kết các cái hợp đồng mua bán có công chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Thế rồi cái số tiền mà mình đã thanh toán cho họ trước đây thì sẽ được khấu trừ vào cái tiền thanh toán và chỉ việc thanh toán cái số tiền còn lại thôi. Thế thì như vậy là khi đã thiết lập một cái giao dịch như vậy, thế rồi là đã thanh toán được một phần như vậy, thế còn lại cái số tiền mà mình có chưa thanh toán thì mình có trả dần hay trả từ từ cho nó hết cái số đó, thì lúc đó nó chỉ liên quan đến nghĩa vụ trả nợ thôi, chứ còn cái giao dịch mua bán thì đã được thiết lập theo đúng quy định pháp luật và những trường hợp như vậy thì pháp luật mới bảo vệ được. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận thư ký hãy chuyển câu hỏi của khán giả. Dạ chị ơi, cho em hỏi là năm 2001 á, nhà em có mua một cái miếng đất, thì tới năm 2002 thì cái
nhà em mới xây nhà thì cái người chủ mới ra chỉ danh cho nhà em là xây. Thì trong cái quá trình mà cất á, thì cái người chủ muốn bán thêm 2 mét đất nữa cho nhà em, thì cái thỏa thuận là mua bằng giấy tay. Rồi tới tới năm nay là năm 2020 á, thì cái người mà giáp tranh với cái đất nhà em, người ta thưa kiện tranh chấp là nhà em lấn đất. Thì cho em hỏi là cái trường hợp này nhà em viết giấy tay như vậy thì có được pháp luật họ công nhận hay không? Tại vì cái miếng đất giáp tranh với nhà em là người ta đã bán qua rất là nhiều người rồi, còn nhà em thì vẫn cứ cố định ở đó là 20 năm, và bây giờ cứ thưa kiện là cho em hỏi là cũng như pháp luật họ có can thiệp cái vấn đề mà mua bán bằng giấy tay không á. Em mua từ năm 2001 và cái người và em mua, lúc mua là em xây nhà luôn, em mua em xây nhà lên đó, là trong cái quá trình mà chuẩn bị đào móng thì cái người chủ á, đầu tiên á, họ có nhu cầu họ muốn bán thêm 2 mét nữa, thì nhà em vẫn mua 2 mét đó và vẫn có giấy tay và gia đình các bên là đều ký hết. Thì cái tới năm 2017 là có một cái gia đình đó họ tới họ mua cái mảnh đất giáp ranh đó, thì họ làm giấy tờ bị trục trặc, thì họ nói là diện tích đất của họ bị thiếu, thì họ kiện với nhà em là họ nói là nhà em lấn đất nhà họ mà chưa. Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho vị khán giả vừa rồi. Cũng như cái câu hỏi của vị khán giả ấy, thì chúng tôi trong quá trình mà hành nghề chúng tôi cũng gặp cái khá nhiều. Tức là cái trường hợp này thì thông thường là cái việc cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho phía vị khán giả cũng như cái hộ giáp danh thì cấp từ thời điểm năm 2001-2012, và thời điểm đấy thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chưa có bản đồ giải thửa, dẫn đến câu chuyện là nó có bị trùng lập vào các cái vị trí đất và cái diện tích đất nó chồng lên nhau. Thì do đó nên nó mới phát sinh tranh chấp, bởi sau này các bên mua sau lại không nắm rõ được cái nguồn gốc của các cái thửa đất, dẫn đến là cho rằng cái hàng xóm là lấn sang đất của mình. Tuy nhiên ấy, như cái chị cung cấp các dữ kiện ấy, thì năm 2001 chị mua đất, 2002 chị xây nhà, sau đó chủ nhà đã bán giấy viết tay cho chị thêm 2 mét nữa. Và 2 mét này cũng đã được các bên hộ giáp danh ký giấy xác nhận về ranh giới của cái thửa đất, và chị đã xây nhà quản lý sử dụng đối với cái thửa đất này. Và hiện nay thửa đất này của chị cũng đã được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất, hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi chăng nữa, thì đây vẫn là xác lập quyền sử dụng đất của chị. Do đó thì nếu như các bên có khởi kiện ra tòa thì tòa cũng sẽ dựa trên các cơ sở pháp lý đó để giải quyết. Ngoài ra nếu như trong trường hợp mà cái giấy mua án viết tay này ấy, nếu như cái phần 2 mét này chị chưa làm sổ, thì cái bản thân đối với diện tích 2 mét này vẫn có giá trị hiệu lực pháp luật, bởi vì là căn cứ theo cái nghị quyết số 02 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn đối với các trường hợp giao dịch bằng giấy viết tay. Thì các trường hợp mà các bên đã thanh toán xong nghĩa vụ của mình và bên kia đã nhận đất, quản lý và xây dựng công trình kiên cố trên đất thì là mặc nhiên công nhận hợp đồng đó là hợp đồng có hiệu lực pháp luật. Do đó cái trường hợp này thì các bên nên hòa giải với nhau. Còn nếu như không hòa giải được với nhau thì rõ ràng là một trong các bên có quyền khởi kiện ra tòa, nhưng chị yên tâm rằng chị có cơ sở pháp lý để cho rằng cái thửa đất này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chị. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thanh. Và với phần tư vấn của luật sư Thanh thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả vừa rồi cũng đã hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia theo dõi chương trình. Thưa quý vị, còn rất nhiều câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình Giờ Tư Vấn, nhưng do thời lượng của chương trình đã hết, chúng tôi sẽ liên hệ với các luật sư để trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mong quý vị khán giả sẽ thông cảm cho chúng tôi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được chân thành cảm ơn luật sư Phạm Quốc Doanh và luật sư Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống sẽ được phát sóng vào Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng từ 15 giờ cho đến 16 giờ. Mời quý vị đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.